Tại vì hãng họ đã trang bị hát giống y như cái âm ly rồi mọi người nha. Cái tiếng vang giống y như cái âm ly Paramax vậy đó mọi người. Vâng, chào mọi người, ngày hôm nay mình đang có mặt tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và người bạn đồng hành của mình là một chiếc loa Pasion Paramax. Và chiếc loa này đã được ra mắt khoảng được nửa tháng, nhưng mà mình xách đi xách lại để mình trải nghiệm. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái trải nghiệm của một người dùng thực tế. Mình xách tới xách lui, mình đi ở nhiều không gian, và mình cũng là một người xách đi rất là nhiều chiếc loa đã đi rồi. Nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người chiếc loa này nó có cái hay như thế nào, cái dở như thế nào, cái điều nó tiện lợi cho chúng ta như thế nào, và cái điều mình chưa nghĩ chiếc loa này là như thế nào nha. Bắt đầu. Cái tiêu chí quan trọng nhất để chúng ta sử dụng một chiếc loa đó là cái chất âm. Mà loa thì nó có hai dạng, một là loa karaoke, hai là loa nghe nhạc. Thì mình thấy chiếc loa này nó rất phù hợp cho ông ta là phần karaoke nhất mọi người nha. Nhưng mà nó nghe nhạc mình thấy hoàn toàn hay hơn rất là nhiều chiếc loa khác trên thị trường luôn mọi người. Trước đây thì cách đây khoảng 1 năm rưỡi mọi người nhớ cái hồ này không? Cái hồ ở Xuyên Mộc đây mọi người, mình đã quay một cái video về dòng loa Q9S. Đó thì dòng loa đó nó nghe nhạc rất là hay, nhưng mà karaoke thì không hay. Mà dòng loa này được cái karaoke vừa hay, nhưng mà nghe nhạc ok đó mọi người. Tại vì mình thử trải nghiệm ở không gian trong phòng mọi người, tiếng nó êm, dịu, và mình nghe nó không có bị chói, không có bị chát, không có bị dư tiếng miếng nào hết mọi người nè. Nên là đây là một trong những chiếc loa hiếm hoi để chúng ta có thể vừa karaoke và vừa nghe nhạc. Đó là ưu điểm mọi người ha. Ưu điểm thứ hai là nó nhỏ gọn. Cái cảm giác thiết kế của hãng này mọi người nè, cái cảm giác thiết kế của nó cũng gây nên cho mình sự nhỏ gọn luôn. Mình để ngang với loa, cái kích thước nó ngang bằng với loa NL4501 của Acnos luôn mọi người, nhưng mà cảm giác mắt của mình á, nó sẽ gọn hơn vì những cái cách phối màu như thế này mọi người ha. Ok, và dòng loa này mình đem đi cũng cân nặng khoảng 9,5 kg mọi người, nên mình xách đi cũng dễ dàng. Mình đem đi chung với xe, mình đi về đây và xe 200 mọi người, nên mình bỏ ra sau xe xong mình đi trước, mình mang hành lý cũng thoải mái, nên cũng tiện trong việc chúng ta đem đi chơi mọi người ha. Về phần karaoke đó mọi người, cái ưu điểm của nó là cái chất tiếng mic có thể nói là hay nhất trong những chiếc loa xách tay mà mình từng test mọi người. Đó là cái ưu điểm mọi người ha. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó mọi người là hãng họ không có trang bị chúng ta delay, cũng không chỉnh cho chúng ta reverb, thì nó sẽ phù hợp cho những người mà quen hát những dàn âm ly mọi người nè. Hãng này họ ra lâu năm rồi, từ năm 1999 á, nhưng mà cái đây khoảng 3 năm mấy mình có đi triển lãm tại sân vận động Quân khu 7 về hội chợ triển lãm âm thanh rất là lớn mọi người ha. Thì mình biết tới hãng Paramax, mình cứ tưởng đây là một hãng thương hiệu châu Âu hoặc thương hiệu nước ngoài, nhưng mà thật ra sau này mình mới biết đây là một thương hiệu của Việt Nam. Ok, nó cũng tương đối là bất ngờ mọi người ha. Cái mạch class D này họ có nhập từ công ty Texas Instruments của Mỹ mọi người ha. Đây là một cách marketing cũng như là cách làm sản phẩm cũng tương đối là thông minh. Tiếc cho những ai mà thích hát delay hoặc hát reverb mọi người ha. Nên là dòng loa này nó không có hát live đâu mọi người, nhưng mà phù hợp cho những người không muốn chỉnh nhiều, muốn đơn giản, dễ sử dụng. Tại vì hãng họ đã trang bị hát giống y như cái âm ly rồi mọi người nha. Cái tiếng vang giống y như cái âm ly Paramax vậy đó mọi người. Và nó để hướng khoảng 10 giờ hoặc 12 giờ để tùy vào giọng hát để chúng ta hát. Cái ưu điểm của nó là cái chất tiếng rất là hay mọi người. Chất tiếng của nó làm cho giọng chúng ta nghe rõ ràng, rất là rõ tiếng chúng ta luôn mọi người ha. Và tiếng vang cũng tương đối là mượt mà để chúng ta có thể hát ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta hát live, chúng ta muốn hát reverb hoặc chúng ta chỉnh delay theo ý chúng ta muốn thì cái này lại không khó. Trước nay thì chúng ta hay hát bằng những cái dàn có hai loa hai bên, chúng ta nghe quen rồi, nhưng nếu chúng ta sử dụng một loa một bên không thì nó sẽ hơi thiếu. Thì hãng họ đã trang bị cho chúng ta là một cái chức năng là TWS mọi người. TWS chúng ta có thể kết nối từ một điện thoại ra 2 chiếc loa không dây. Mình có đánh thử mọi người, mình để 2 chiếc loa này ở gần 2 cái góc tường ở tại cửa hàng mọi người. Mình đánh ra tiếng rất là êm mọi người nè, nghe nó cảm giác giống như một cái dàn vậy đó, và cái hiệu ứng stereo tương đối là rõ mọi người ha. Và một điều mình rất thích ở chiếc loa này mọi người là cái ngoại hình thiết kế mọi người, rất đẹp. Có thể nói là rất đẹp luôn mọi người. Đó, và cũng có thể là học hỏi từ một thương hiệu đến từ Anh, đó là hãng Marshall mọi người nè. Marshall thì nổi tiếng về phần thiết kế rồi, chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Mặt da là màu đen mọi người nè, da, mặt lưới trước, mặt vải. Đó, có một thiết kế, ngôn ngữ thiết kế cũng như là cách dệt vải của Scandinavian mọi người. Đó, Pasion. Đây, ở đây nó có một cái bọc nhôm mọi người ha. Nhôm hay thiết gì đó mình cũng không có dám chắc chắn nữa ha, mà tương đối nó cũng hài hòa với lại cái bộ phận ở trên đây. Cảm giác này làm mình thấy nó gọn hơn mọi người. Ở trên đây có một cái quai sách nè. Ok, mặt trên mọi người, mặt trên thì nó có các cái nút tương đối là hài hòa luôn. Màu sắc nó không, nó mang cái sự đơn giản nhưng mà nhìn làm cho chúng ta cảm giác nó dễ chịu ha. Cái đây các cái nút điều chỉnh này, chúng ta sẽ có master, volume music, bass trap của music mọi người, echo, bass trap. Nên là chúng ta không có delay, không có reverb ha. Cái này có nút âm lượng micro không dây riêng. Đây volume mic có dây riêng. Đây là guitar. Mình rất thích chỗ này mọi người. Đấy, nó che lại. Đây, nó mang sự cũng tinh tế đó mọi người ha. Nó che lại như thế này mọi người nè. Cần thì chúng ta đóng lại ha. Rồi, chúng ta sẽ xem ở phía sau. Mọi người thấy 2 cái lỗ thông hơi này giống y như cái lỗ thông hơi của Lomarson Winwin 2 mà đang tại cửa hàng của mình luôn. Nó sẽ có cho chúng ta là hai cái chức năng mọi người. Một chức năng đó là chế độ điện xài pin trong đây mọi người ha. Hai là chức năng xài điện trực tiếp mọi người, chúng ta cắm qua đây chúng ta xài điện trực tiếp. Mà hiện tại theo mình thì cũng không cần phải chức năng điện trực tiếp mọi người ha. Tại vì chúng ta xài loa là để chúng ta xài, chứ không phải là chúng ta đang làm nô lệ với một chiếc loa. Đương nhiên á, rằng chúng ta xài một chiếc loa chúng ta phải bảo quản rất là bền, nhưng mà chúng ta cũng đừng quan trọng quá về cái phần cách sạc loa như thế nào, cách xài loa như thế nào. Chúng ta xài đúng nhưng mà cũng đừng quá chi tiết, quá cầu toàn, làm chúng ta cảm thấy cũng mệt mỏi phần đó mọi người nha. Xài sau một thời gian nếu lâu quá chúng ta bị hư pin, chúng ta có thể thay pin lại. Tại vì kinh nghiệm từ trước đến nay mọi người, mình bán loa xách tay khoảng hơn 2 năm rưỡi nay, số lượng bị hư pin cực kỳ hiếm mọi người ha. Nên mọi người cứ an tâm khi những chiếc loa xài pin lithium ion thì chúng ta sẽ được cái độ bền rất là cao mọi người. Ok, chúng ta sẽ có nút in out này mọi người nè. Các nút ngõ vào á, chúng ta sẽ có coaxial nè, optical, out it. Đó, ngõ out ra chúng ta sẽ có ngõ outline 3.5 luôn. Chúng ta có thể kết nối USB hoặc là thẻ nhớ vào cũng được mọi người ha. Còn đương nhiên là Bluetooth là đã có kết hợp vào những chiếc loa không dây rồi. Phần thứ ba mình sẽ nói về cái phần cấu hình của loa này mọi người ha. Loa này sẽ có chúng ta 2 bass, mỗi bass là 16,5 cm, có một loa chung 7,6 cm, có một loa chép mọi người nè. Cái điều đặc biệt nhất ở chiếc loa này là hãng họ có giới thiệu chúng ta là xài loa chép đôm cứng mọi người. Đây là một sự khác biệt so với những dòng loa khác trên thị trường. Thì mình không biết những hãng khác họ có trang bị điều này không, nhưng mà họ không có giới thiệu. Nhưng mà còn chiếc loa này thì hãng họ có giới thiệu mọi người ha. Chép đôm cứng rồi, mà theo mình thì cái âm thanh của tiếng chép này cũng tương đối là êm tai mọi người nè. Nếu mình để cao nó vẫn rất là rõ, còn nếu chúng ta để vừa khoảng 75% tiếng nó vẫn rất là êm. Ok, về phần công suất của chiếc loa này mọi người, theo mình nha mọi người, hiện tại ở cái loa nó có rất nhiều mức giá loa xách tay mọi người, từ 2 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 8 triệu mọi người ha. Dòng loa này là có mức giá từ 7 đến 8 triệu mọi người. Ok, cái ưu điểm của nó là chất âm rất là hay, dễ chịu, chúng ta vừa có thể karaoke vừa có thể nghe nhạc. Nhưng mà đó là một sự đánh đổi rất là lớn mọi người. Đánh đổi ở đây đó là phần công suất mọi người ha. Nếu chúng ta sử dụng ở không gian trong nhà, chúng ta để ở góc tường, tiếng rất là êm dễ chịu, và tiếng bass sâu, tiếng chép nó cũng tươi sáng và êm dễ chịu luôn mọi người. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó, nếu mà so với những loa khác ở tầm giá 7 đến 8 triệu thì công suất nó sẽ nhỏ hơn mọi người ha. Chiếc loa này công suất khoảng 100W thôi. Thì mọi người đã nghe những dòng loa như là KC270 rồi CS445, CS446, xe 447 thì dòng loa này có công suất ngang như vậy nhưng mà có mức giá cao hơn. Nghĩa là chúng ta sẽ đánh đổi giữa cái phần công suất và cái phần chất âm mọi người ha. Dòng loa này thì theo mình thì nếu mà chúng ta sử dụng ngoài trời, mà chuyên chơi ngoài trời thì nó sẽ hơi thiếu mọi người nha. Mà nếu chúng ta cần quan trọng về chất âm để chúng ta nghe nhạc hoặc chúng ta karaoke hay thì dòng này đó là một sự lựa chọn. Theo mình cũng tương đối là ok. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Bây giờ là phần test nhạc để mọi người nghe thực tế. Tại vì mỗi người sẽ có mỗi cái gu âm thanh khác nhau. Mọi người nghe thử nhé. Hiện tại mọi người xem thử, em quay một vòng mọi người xem thử nhé. Không gian rất là thoáng. Ngoài kia mọi người nghe tiếng xe rất là ồn mà. Ở đây là không gian bờ hồ đây mọi người. Mình sẽ xách ra cho mọi người xem thử nhé. Đây. Rồi, để lên đây ha. Cánh tay ôm lấy vào, quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chẳng cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cứu ai. Một nụ cười tôi ngay đôi vai phải chịu nhiều. Nãy giờ thì mình đã test thử cho mọi người 2 bài và ở nhiều không gian đó mọi người. Thì mình để ở không gian như thế này, nó được cộng hưởng bởi cái này, cộng hưởng bởi phía sau. Nhưng mà cảm giác tay chúng ta sẽ nghe ấm, dễ chịu. Nếu chúng ta ngồi ăn uống ở đây mọi người ha, nó cũng sẽ giống như chúng ta mở ở trước nhà, nhưng mà chúng ta để cái lỗ thông hơi ở đây, nó chạm vào tường mọi người, cách tường khoảng nửa mét, nó sẽ cộng hưởng ra, nó dồn âm được phía trước, nghe rất là ấm êm dễ chịu mọi người ha. Còn nếu cái loa mà chúng ta để ở dưới đất mọi người thì giọng hát cũng như là tiếng chép nó sẽ bị thiếu. Nếu chúng ta để lên cao như thế này, chúng ta ngồi ở dưới, chúng ta ăn uống, chúng ta vui chơi thì tiếng giọng hát của chúng ta cũng như là tiếng chép nó sẽ vừa cái tai chúng ta rất là êm mọi người ha. Nên loa này nếu chúng ta để ở không gian thoáng thì đương nhiên là không có để chúng ta có thể cộng hưởng rồi, thì chúng ta nên để lên cao để ngang tai nó sẽ hợp nhất mọi người ha. Còn nếu có những không gian như thế này chúng ta nên để nó cộng hưởng âm bass ra, chúng ta sẽ nghe hay hơn mọi người nhé. Xin ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video tại GuLoa. Nếu mọi người thấy video hay nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Không màu càng yêu cao nhưng lại càng xa cách nhau, đầy ngọn nỗi đau này chất lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao người. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vương vương. Hoài nguyên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chẳng cách nắm tay một người mà quên đi hoa.